Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Việt Nam cách đây ít ngày đã bắt giữ ông Đường Hùng Cường, lãnh đạo một công ty dầu khí ở Nghệ An, do liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Theo bản tin hôm 27 tháng 11 trên các trang Sputnik Việt Nam và MSN. Trang MSN dẫn lại tin của Tuổi Trẻ, trong khi Sputnik không thể hiện tin gốc được lấy từ nguồn nào ở Việt Nam, dù nội dung không khác gì tin của Tuổi Trẻ. Bản tin đăng trên MSN nói một nguồn tin từ Công an Nghệ An cho Tuổi Trẻ biết vụ bắt giữ ông Đường Hùng Cường, 41 tuổi, đã diễn ra hôm 21 tháng 11. Ở thời điểm bị bắt, ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Nghệ An. Tin tức về vụ bắt giữ được trang web của báo Tuổi Trẻ đăng lên lúc 4 giờ chiều ngày 27 tháng 11, nhưng đến khoảng 6 giờ chiều cùng ngày đã không còn tồn tại. Một nguồn tin báo chí ở Việt Nam nắm thông tin về vụ việc khẳng định với VOA rằng việc bắt giữ chắc chắn đã diễn ra và nhận định rằng có thể Tuổi Trẻ phải rút lại tin vì đường dây liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh nó lớn thế nào đó. Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, từng là chủ tịch của PVC, một công ty trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã bỏ trốn sang Đức khi bị truy tố liên quan đến một vụ án tham nhũng. Hồi tháng 7 năm 2017, ông Thanh được đưa trở lại Việt Nam sau một diễn biến mà chính quyền Đức cáo buộc là các đặc vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh khi ông đang xin tị nạn. Ngược lại, Hà Nội bác bỏ cáo buộc đó và đưa ra bằng chứng là ông Thanh đã đầu thú. Đầu năm nay, ông Thanh bị một tòa án Việt Nam kết án chung thân về tội tham ô.